thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 chiều nay tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thuận An, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm đại biểu Vũ Huy Khánh, Phạm Trọng Nhân và Nguyễn Hoàng Bảo Trân có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Thuận An. Theo kế hoạch kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 11, với nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến và xem xét thông qua 16 luật, 2 nghị quyết và 12 dự án luật, đồng thời xem xét quyết định nhiều vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát các vấn đề quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Thuận An góp ý về quy định số lượng cán bộ công đoàn cần căn cứ vào tình hình thực tế thay vì quy định chung cho tất cả địa phương. Điển hình như nơi có đông công nhân lao động như thành phố Thuận An nên tăng số lượng cấp phó lãnh đạo liên đoàn lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Cử tri bày tỏ sự quan tâm đến công tác lập pháp, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi đến Quốc hội trước kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa 15. Các đại biểu sẽ tổng hợp và chuyển những ý kiến của cử tri đến nghị trường Quốc hội góp phần hoàn thiện thể chế, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.